Thưa quý vị, chiều 12 tháng 10 năm 2022, thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn tại tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an phường Điện Ngọc tại thị xã Điện Bàn vừa bắt giữ một nghi phạm giết người tại tỉnh Thừa Thiên Huế rồi bỏ trốn vào địa bàn phường Điện Ngọc. Theo thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn, nghi phạm bị bắt giữ là Đặng Văn Đồng, 50 tuổi, trú tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Một lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn cho biết, sau khi đâm người tình 28 nhát dao, nghi phạm đã lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân bỏ trốn từ thành phố Huế vào Quảng Nam. Nghi phạm bị bắt vào trưa 12 tháng 10 khi đang ngồi ăn tại một quán ăn trên địa bàn khối phố Tứ Câu tại phường Điện Ngọc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đặng Văn Đồng khai sau khi gây án đã lấy xe máy của nạn nhân rồi chạy vào thành phố Đà Nẵng lẩn trốn. Đến trưa 12 tháng 10 khi vừa vào địa phận thị xã Điện Bàn thì bị phát hiện bắt giữ. Trước đó, lúc 15 giờ 15 phút ngày 10 tháng 10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận tin báo một người phụ nữ 45 tuổi trú tại xã Hương Thọ, thành phố Huế chết tại nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đâm 28 nhát ở vùng ngực và cổ. Qua điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định nghi phạm gây án là Đặng Văn Đồng, là bạn trai của nạn nhân. Nguyên nhân do ghen tuông. Sau khi gây án, Đặng Văn Đồng đã lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang làm thủ tục bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý theo thẩm quyền. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.